Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nhân dân các tỉnh miền Trung. Còn đối với người dân Lạc Dương, cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống và sản xuất do mưa lớn kéo dài. Gần 2 tháng nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương mưa không dứt. Mưa kéo dài, cộng thêm nhiều trận mưa lớn xối xả, đã làm hàng trăm hecta cây trồng của người dân bị thiệt hại. Nhiều tà lui, vườn tược bị sạt lở vùi lấp cây trồng. Một số nhà dân dựng trên những vùng đất có địa hình dốc, địa chất yếu bị sụt lún có nguy cơ sụp đổ. Nhiều cây cầu dân sinh bị nước cuốn trôi. Có thể thấy 2 năm gần đây, huyện Lạc Dương luôn xảy ra thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho nông dân. Chỉ tính riêng năm 2015, sương muối và mưa đá đã làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho nông dân huyện Lạc Dương. Và đến nay, sau hơn một năm xảy ra thiên tai, toàn bộ diện tích cây trồng bị ảnh hưởng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thì nay, chúng lại tiếp tục phải hứng chịu những đợt mưa kéo dài. Nhà anh Trần Hùng ở tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, nhiều ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên vì xót xa mất trắng cả một hecta rau màu. Hơn 100 triệu đồng anh đầu tư vào để trồng các loại rau bắp cải, su tím, cô rôn coi như mất trắng. Do xuống giống vào đúng thời điểm mưa kéo dài, độ ẩm cao, thiếu ánh sáng, cây trồng bị hư hỏng toàn bộ. Anh Hùng rất lo lắng vì trong những ngày tới, nếu trời vẫn cứ mưa kéo dài, thì chắc chắn một mẫu đất của gia đình phải để trống và như vậy, Tết này anh sẽ không có lứa hàng nào để bán trong dịp Tết. Với sổ này á, là tôi nói là bốn ba sau sổ này, nếu mà ông ấy là tôi đã thu được là vài chục triệu, còn bây giờ tôi mất trắng là corona rồi, qua corona bây giờ mưa không lên nổi, gần một tháng rồi không lên nổi, cho nên là thôi mình nói cho ra cho con sạc lợi chưa kể là về hoạt, tại vì tới tới từ đây tới Tết là không có là thu nhập trong giá hiện nay là rất cao. Mấy năm trước, vườn dâu của gia đình anh Kiều Biếu ở thị trấn Lạc Dương cứ cái ngày cho thu hái 30 đến 50 ký trên một sào. Nhưng hiện nay, trên 2 sào dâu, mỗi đợt thu hái chỉ đạt 3 đến 5 ký. Năng suất sản lượng sụt giảm trầm trọng. Thêm vào đó, vườn cây cứ ngày một chết lụi dần. Đó là hậu quả của mưa đá, sương muối, mưa lũ để lại cho vườn dâu của gia đình anh từ 2 năm nay. Để khôi phục sản xuất, anh đã tìm mọi cách đầu tư thay thế trồng giống mới. Tuy nhiên, cũng không cải thiện được là bao. Vườn dâu này sắp phải phá bỏ. Tình hình thời tiết năm nay thì nó rất là nhiều bệnh, làm bao nhiêu đây toàn trôn vốn xuống chứ không phải là làm nó đủ để mua tiền thuốc thôi, chứ còn tiền công là mình lỗ. Những diện tích trồng trong nhà kính tuy không đến nỗi thảm hại, nhưng năng suất chất lượng và sản lượng cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn trồng hoa cho biết họ phải thường xuyên phun thuốc vì cây bị nấm bệnh liên tục. Chi phí đầu tư tăng gấp đôi, nhưng năng suất cho thu hoạch chỉ bằng 1/3 của những năm trước. Riêng đối với hai loại khoai tây và hành tây, trong những ngày qua, người dân không thể xuống giống được. Có những gia đình vì đã trớt trồng vào đúng dịp mưa, mỗi sào hành tây, khoai tây đầu tư hết 30 triệu đồng, hiện nay phải chịu mất trắng vì hư hỏng toàn bộ. Thời tiết mưa ẩm kéo dài cũng là điều kiện lý tưởng để sâu bệnh hại hoành hành trên những diện tích cây trồng lâu năm. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện Lạc Dương có trên 2.800 hecta cà phê đang bị bọ xít muỗi gây hại. Trong đó, trên 40% diện tích bị nhiễm nặng, với tỷ lệ gây hại trên 75%. Nhiều vườn cà phê đang bị thui đọt, thui trái, cành khô, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Năng suất và sản lượng thu hoạch năm nay sụt giảm đáng kể. Năm nay, thứ nhất là mưa nhiều, cho nên là vườn cà phê thì năm nay thì thu thì ít, chứ bởi vì thời tiết cũng nó thay đổi như thế này thì chắc bà con ở đây cũng rất là lo lắng. Còn năm nay là giá thì rất cao, nhưng mà con kiến này nó ăn hết được cà phê không bảo đảm cho bà con. Có thể thấy không một loại cây trồng nào trên địa bàn huyện Lạc Dương lại không bị ảnh hưởng của thời tiết mưa trong những ngày qua. Mỗi loại cây trồng có mức độ ảnh hưởng và thiệt hại khác nhau, nhưng chúng đều để lại cho nông dân những tổn thất nặng nề về kinh tế. Để giúp nông dân sản xuất bền vững và có hiệu quả, giảm bớt thiệt hại do thiên tai, thì rất cần có sự vào cuộc hỗ trợ của nhà nước và các cơ quan có liên quan về mặt chính sách vay vốn để hỗ trợ cả về kỹ thuật lẫn vốn liếng để giảm bớt thiệt hại cho người nông dân, để họ đủ sức gượng dậy mỗi khi gặp phải rủi ro do thiên tai gây ra.
do mưa nhiều từ thượng nguồn nên trên lưu vực Hồ Đơn Dương xuất hiện lũ. Mực nước Hồ Đơn Dương đạt cao trên 1.041 m, lưu lượng xả qua tràn lúc 16 giờ chiều ngày 3 tháng 11 là 500 m³ một giây. Còn hồ thủy điện Đại Ninh